Sau một thời gian triển khai, hệ thống bán vé điện tử đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu mua vé của người dân. Tuy nhiên, nhằm tránh những sự cố có thể xảy ra, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ngành đường sắt phải có những phương án để duy trì vận hành ổn định hệ thống này. Trong đó, duy trì chế độ trực 24/24 để hỗ trợ người dân mua vé. Theo đó, cán bộ đường sắt phải thường xuyên rà soát, kiểm tra sự vận hành của hệ thống, đặc biệt phải cắt cử cán bộ trực 24/24, hỗ trợ người dân mua vé tàu điện tử, cũng như kịp thời xử lý những bất hợp lý hoặc trục trặc nếu có. Phải tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng nhất cho khách hàng có nhu cầu mua vé trên hệ thống bán vé điện tử, bảo đảm vé đến đúng khách hàng có nhu cầu, ngăn ngừa tình trạng mua vé ảo và đầu cơ, buôn bán vé. Không chỉ thế, ngành đường sắt phải thu thập thông tin phản ánh từ người sử dụng bằng nhiều hình thức, sau đó thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mức độ tiện dụng, giao diện website, đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống để từng bước hoàn thiện nâng cấp hệ thống. Mọi sửa chữa khắc phục phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2014 nhằm tạo cơ sở nâng cấp hệ thống thân thiện, đầy đủ tiện ích cho người mua vé.